chào bạn. Bạn tên là gì nhỉ? À thôi, biết tên bạn rồi, trước bạn tham gia rồi. Mọi người, mình là Linami, chắc là mọi người cũng biết mình nhiều rồi mà. Sao mình phải giới thiệu nữa nhỉ? Mình tên là Hoàng Xuân Khang, năm nay 25 tuổi. Mình là Hoa là có chủ. Em tên là Lâm, em năm nay 22 tuổi. Hiện tại em có người yêu rồi. Đấy, hôm nay thì các bạn sẽ chơi thử một trò chơi tên là bóng trái nhỉ, Phong Gai. Thì bạn đã chơi thử một này bao giờ chưa? Chưa. Tiền đâu mà mua game? Đây là một tựa game mới mà bạn chơi và cả một tựa game này. Các bạn có thể vào thử game điều khiển bằng cái tay cầm ở bên cạnh. Cái này hả? Ừ, đúng rồi đấy. Ok, thì bấm đi, nút nào đây? Các bạn sẽ bấm nút điều khiển cơ bản, bao gồm là nút A để nhảy, nút X để hồ, nút cò bên tay phải để có đối phương. Và chính xác cũng có thể vào là nút RB, nút trên rồi. Outfit thì chính xác cũng các bạn chọn là nút gì. Ok, mình đang mùa hè, mặc cái quần biển nó mát đi. Cái con này lúc nào nó cũng là sọc sọc cái này à? À đây là màu trước rồi, bạn sẽ được chọn là các bạn vân sọc trên người. Đây là vân sọc trên người. Đây là bạn này sẽ đổi màu đúng không? Ôi nhìn bạn này cute nhưng mà sao cứ béo béo tròn tròn là sao ấy nhỉ? Thôi cái màu hường này đi, mình thích màu hường. Hay là hường vàng nhỉ? Thôi hường xanh đi. Ơ nhưng mà làm sao để nó mặc vào người? Đấy, thay áo mới rồi, nhìn mặt nó thích không kìa? Nhiệm vụ của bạn là chạy đích, làm vào cách, bao gồm giữ đối thủ và chen lấn lên nhau để chiến thắng. Chúc bọn này bạn. Kiểu, phải chống chọi với cuộc đời dành dưới sự sống sót đúng không? Chống chọi với 60 con khác. Chỉ có chạy thôi. Chạy, đẩy, tóm đối phương, làm được đu hẹn thêm vật để đích. Nghe Battle Royale ấy nhỉ? Có bắn chém giết nhau gì không? Bạn sẽ tóm đối phương để hạ xuống. Đây là map đầu tiên, các bạn sẽ phải phi qua cửa. Nghe khá là dễ. Nhưng mà... Nhưng về đích thì kiểu gì? Cứ chạy thôi à? Cứ chạy về đích thôi. Di chuyển bên này à? Đúng rồi, di chuyển bên đấy. Bên kia là... thằng đầu luôn này. Không. Con kia bị kẹt kìa. Chơi game gì nó cũng phải thế. Theo sống rồi đúng không? Bạn số 3 màn đầu tiên. Nó bị lag kìa. Ôi. Thế là thua là bị loại xong rồi nhảy xuống à? Thế còn bị loại, bọn bị loại thì như nào? Bọn bị loại làm sao? Bị loại sẽ ao về luôn. Tùy nhất là bị loại thôi. Ba này ấy, thì sẽ phải ghi nhớ hình ở TV, hình dưới chân. TV chiếu hình gì sẽ có lấy. Đứng trợ là chết. Khá thú vị đấy. Dưa hấu, cherry, cam. Đây rồi. Lắm này đẩy đi, ngã đi chết. Kinh nghiệm cho các bạn khi chơi cái vòng này đó là thấy ai
đứa nào đứng đông ở đâu mình cứ nhảy ra chỗ đấy. Look at this dude. Đấy, mà có thằng con đang muốn đẩy. Đây rồi, đây rồi. Đi ra, đi ra đi, đi ra đi. Cái này không có, nếu mà em ấn X thì em có đẩy cho bọn đấy bay ra không? Không. Đấy thì em tự làm một đẩy vào gôn trước là thắng đúng không? Mình thì mình tự tin kỹ năng của mình thôi, không biết đồng đội mình như thế nào. Ôi. Đẩy ra bạn ơi, đẩy ra. Đẩy ra. Rồi. Tách. Ôi, mấy ông này chả có gì gọi là tư duy chiến thuật gì cả. Đẩy đi. Đấy thôi. Tập này mình lấy cả thân mình mà đẩy bóng đi chứ còn gì nữa. Cố lên. Rồi win. Này anh em chả có cái sa bàn chiến thuật gì ở đây cả. Đẩy sang bên kia. Ok, đẩy cả tôi. Nó phá đá được à? Phá đá kìa. Đẩy đi. Ui, nhanh lên. Các bạn thấy mình chưa nói lại không? Đứng lại, bỏ ra. Ai cho mày làm thế? Đứng lại. Ôi, mình tầm này mình phải lấy thân mình chặt bóng nó lại thôi. Đứng lại. Ai cho mày đi? Tiệt mãi lộ đâu. Đây nó gọi là cái này này. Hết tiếp theo sẽ làm gì đây? Một cái điều mà mình rất thích ở cái game này đó là cái trang phục nó làm nhìn rất là ngộ nghĩnh. Có khủng long, có cú, chim bồ câu, rất nhiều chim trong này. Thậm chí có cả đồ ăn xúc xích, khoai tây chiên. Đây là trứng. Bây giờ cứ lại gần cho mày nhìn thấy thì tóm trứng luôn. Bắt. Đây chuồng của mình đây đúng không? Đây rồi. Mày trứng vàng, trứng trắng lấy hết. Cái. Sao đồng đội lại giữ mình này? Rồi một quả. Ơi bạn ơi. Đừng làm thế bạn ơi. Ăn trộm ăn cắp đi tù lâu lắm đấy. Đừng làm thế. Ơi nào bây giờ thích vật theo à? À như nào bạn ơi. Thế rồi làm sao nó cứ như kiểu một đứa hỗn độn này, nhưng mà không sao, quân vàng vẫn đang thắng thì phải. Hình như chúng mình vẫn có 20 quả trứng. Mình bây giờ mình không ra được cái chỗ này luôn ý, phải giữ mấy thằng này lại không nó đang cưỡi cái bạn ơi. Chúng ta đi. Muốn ra lấy về cho anh em không được luôn này. Cứ phải ở lại này mà tầm này mét vuông chục tháng trộm này. Thôi thế để cứ để anh em đồng đội xung pha và mình ở nhà mình giữ trứng bạn. Ôi, bọn xanh nó bị chúng mình ăn hết trứng rồi kìa các bạn ơi. Đây đây. Đội xanh team bạn có vẻ team work hơi kém, đâm ra là trứng bị lấy hết rồi. Thôi tầm này mình ở nhà mình đép thôi. Mình không thể để bọn nó lấy thêm được nữa. Đứng lại. Con đỏ mất rồi. Đi về. Look at this dude. No. Đồ họa thì nó khá là cute nhưng mà cái gameplay nó khốn nạn vãi thế. Có mấy cái thằng ban nãy nó đứng chặn đầu ấy, nó đứng chặn đường không cho mình nhảy lên ấy. Nói chung là nhìn chung sau khi mà chơi trò này xong ấy, thì cái cảm quan đầu tiên thích nhất thì đấy là đồ họa rất là đẹp xinh lung linh. Nói chung là khá vui nhưng mà đôi lúc cũng khá ức chế. Tự nhiên là chơi với đồng đội nha, gặp đồng đội ngu thì mình sẽ chết, còn chơi với mình nếu mà mình không biết chạy đi thì nó ăn thịt mình. Thế thôi.
đồ họa cho mày thì đẹp đó. Cho mày chơi ức chế. Mình nhận thấy đây là một cái game nó khá là hay. Đặc biệt là với những anh em mà thích chơi game kiểu game co-op ấy, vì nó là một cái game mà bạn dù bạn có thua bạn không thể nào mà bạn có cái tâm lý ức chế được. Chỉ có cười và cười thôi. Thậm chí là văng ra những cái lời nó hơi thú tĩu. Nói chung là các bạn cứ thử nên thử chơi nhá. Còn trò này thì mình thấy nếu mà thường nó free thì thích hơn. À hi hi. À với mình thì không? À, không, mình sẽ chờ được gift. Mình sẽ chờ được gift. Tức là rất có thể đấy. Em mua để cày. Tránh một map thua 3 lần như vậy đấy.